công chúa đang là búi tóc cao và đội một chiếc vương miện. Vương miện thì mình sẽ dùng màu neon để vẽ lên các chi tiết. Mái tóc thì mình sẽ dùng màu vàng. Sẽ dùng màu xanh nhỏ. Mình sẽ dùng vết sạm màu nâu để tô lên lông mày. Thế là mình đã hoàn thành xong bức tranh là công chúa ăn mặc một chiếc váy màu xanh ngọc rất là xinh xắn đúng không? Mình sẽ dừng video nữa để ở đây. Xin chào mọi người. Và
Hoàng Lữ ơi, mình đã hoàn thành xong bức tranh nàng công chúa với một chiếc váy màu xanh lục rất là xinh xắn. Mình rất là thích những bức tranh với những tranh tô màu xanh lục như thế này, mình rất là tươi sáng đúng không? Bây giờ thì mình sẽ phải nói lời chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những clip hướng dẫn tô màu lần sau của mình.